giảm giá tới 11 triệu đồng. Lần này lỗ Linh cũng bán. Để hòa chung vào không khí Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của toàn dân Việt Nam, shop Nhà số Hà Nội sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi, phải nói là siêu siêu khuyến mãi lên tới 11 triệu đồng cho sản phẩm Denafip. Nào, mời mọi người chúng ta cùng đi vào chi tiết. Đối với các sản phẩm khuyến mãi tại Nhà số Hà Nội trong dịp mùng 2 tháng 9, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2024 đến ngày 16 tháng 9 năm 2024, chúng ta sẽ có 20 ngày để cân nhắc và lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với hệ thống dàn âm thanh của mình. Các dòng khuyến mại ở đây đều hoàn toàn là dòng sản phẩm mới. Chúng ta vẫn được các chế độ bảo hành, chế độ đổi mới từ hãng, từ chính hãng Denafip, Eversolo, Musician và Tobin. Chỉ có một đặc điểm thay đổi rất nhỏ nhưng chắc chắn là ai cũng thích, đó chính là giá thì được giảm đi rất là nhiều. Cụ thể trên màn hình mọi người đang thấy là Pulse 2 12TH, mức giá niêm yết trên thị trường là 44.200.000. Đây là dòng R2R có thể nói là đáng chơi nhất trong phân khúc. Và trong đợt này, Linh sẽ khuyến mại cho chúng ta 20%, còn 35.360.000 tặng cho mọi người một dây nguồn audio Mika và kèm theo đó là một dây I2S AV Play. Còn nếu như chúng ta không muốn lấy quà tặng, mọi người bảo là quà tặng tôi không cần, nhà tôi có đầy đủ hết rồi, thì Linh sẽ chiết khấu thẳng vào đó, chỉ còn 33.060.000 đối với Pulse 2 12TH có cả hai màu bạc và đen. Quá là kinh khủng, chiết khấu lên tới hơn 11 triệu sản phẩm Pulse 2 12TH. Chúng ta có thể để dành ra được 11 triệu để đi du lịch này, có thể mua một chiếc iPad, có thể mua một chiếc music server, có thể làm thêm một bộ lọc nguồn hay là một bộ quản lý điện thật là chất lượng cho hệ thống âm thanh của mình, và vẫn được chơi Denafip Pulse 12TH cực kỳ là hay, cực kỳ là hấp dẫn. Tiếp theo đó là dòng Pulse 15TH, là dòng mới của Denafip với mức giá niêm yết trên thị trường là 44,2 triệu thì Nhà số Hà Nội khuyến mại cho chúng ta còn 41.990.000, tức là chúng ta được gần 3 triệu đồng khuyến mại bằng 5% giá trị sản phẩm niêm yết trên thị trường. Và nếu như đặt nó trên hệ thống dàn âm thanh, không ai nói mọi người là mới tập chơi giải mã, mới tập chơi nhạc số cả, bởi vì nó thực sự rất chuyên nghiệp. Tiếp theo vẫn là thương hiệu của Denafip, dòng bình dân hơn cho những ai mới tập chơi R2R nhưng đem đến trải nghiệm âm thanh mượt mà này, độ rộng cao này, đó chính là Ares 12TH. Và mọi người đang thấy Ares thì có ngoại hình nhỏ hơn, thế nên mức giá niêm yết của nó hiện nay cũng thấp hơn là 24,5 triệu, và Nhà số Hà Nội đang khuyến mại cho chúng ta chỉ còn là 19.600.000 kèm tặng cho chúng ta một dây nguồn Karem. Và nếu như ai không lấy dây nguồn thì Linh chiết khấu thêm 1,2 triệu nữa, chỉ còn 18.400.000 đối với Ares 12TH. Sản phẩm này Linh đã bán cho anh khách, anh lắp trên ô tô nha mọi người nhé, bởi vì là nó nhỏ gọn này, âm thanh của nó cực kỳ tốt này, và giá thành thì có thể nói là dễ chịu rất rất nhiều so với giá niêm yết là 24,5 triệu. Bây giờ chỉ còn có 18.400.000 mà thôi. Ngoài ra, đối với các dòng sản phẩm DDC của Denafip như là Hermes, như là Gaia và Iris cũng đều có mức giá chiết khấu thấp hơn rất là nhiều, mức giá khuyến mại cực kỳ cao. Ví dụ như Iris thì là 13.900.000, hiện nay Nhà số Hà Nội khuyến mại chỉ còn 12.510.000 thôi, cũng đã được giảm rất là nhiều rồi. Nổi bật về khả năng toàn diện hơn đó chính là Eversolo. Eversolo hiện nay trên thị trường Việt Nam đang được rất nhiều bên phân phối, và tại Nhà số Hà Nội có các dòng như Eversolo A6, A6 Master và A8. Cao cấp nhất là A8 và hiện nay đang có khuyến mại cực kỳ hấp dẫn với mức giá niêm yết là 48 triệu thì Nhà số Hà Nội khuyến mại cho chúng ta chỉ còn 35 triệu thôi. Nó còn chiết khấu kinh khủng hơn cả Denafip Monster. 13 triệu chiết khấu đó chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, sắm được một bộ loa bookshelf nhỏ này, mọi người có thể đi chơi, có thể đi picnic với nhau trong dịp mùng 2 tháng 9, mà chúng ta vẫn đặt được Eversolo DMP-A8 trên hệ thống dàn âm thanh của mình, vẫn được trải nghiệm stream trực tuyến chất lượng cao, chơi không bị lag này,
vẫn điều khiển bằng điện thoại từ xa và tất cả những cái gì tinh túy nhất của Eversolo chúng ta vẫn được sử dụng với cái mức giá chỉ còn có 35 triệu thôi. Ở phân khúc A6 có sản phẩm A6 Master giá niêm yết thị trường là 30,5 triệu thì khuyến mại của Nhạc Số chỉ còn có 23 triệu thôi. Ngày xưa sản phẩm A6 thường nó có là 20 triệu thì bây giờ A6 Master khuyến mại chỉ còn 23 triệu. Vậy thì có gì đâu để lăn tăn mà không lựa chọn A6 Master, là sản phẩm được nâng cấp chip, nâng cấp tụ, nâng cấp cái con thạch anh cao cấp hơn của A6, đem đến trải nghiệm âm thanh nghe tốt hơn, mượt hơn, chính xác hơn với độ động rộng hơn so với sản phẩm A6 thường. Đối với các sản phẩm như thế này thì Linh sẽ chiết khấu thẳng nhé mọi người nhé. Chiết khấu thẳng vào hóa đơn cho chúng ta, không đổi quà, không gì hết. Mọi người chỉ cần thanh toán với mức giá chiết khấu là sẽ được ship đến tận nhà. Đến từ thương hiệu Musician với chất giọng, với chất âm là cân bằng và trung tính, Pegasus có lẽ đã quá là nổi tiếng trong giới chơi audio rồi. Và gần đây thì nó có phiên bản Pegasus 2 La Mã. Cái này Linh sẽ cố gắng chiết khấu làm sao tuyệt vời nhất này. Mức giá trên thị trường là 26.100.000 thì Nhạc Số Hà Nội sẽ khuyến mại trừ trực tiếp chỉ còn 22.500.000 và chỉ có 20 ngày khuyến mại này thôi nhá. Mọi người hãy chú ý này, 20,5 triệu cho Pegasus 2 La Mã thay vì phải bỏ ra 26.100.000 thì bây giờ mình sẽ tiết kiệm được đến gần 4 triệu Việt Nam đồng. Pegasus 2 ở trong phân khúc này có thể nói là một sản phẩm R2R đem đến trải nghiệm âm thanh. Ai chơi rồi thì sẽ thấy là nó thực sự là quá phù hợp, quá xứng đáng với giá tiền mà lại còn được giảm giá như thế này nữa. Cuối cùng là sản phẩm cao cấp của Tobin mang tên D93 La Mã. Sản phẩm này mình cũng được hỗ trợ giá chiết khấu khuyến mại lên tới 1,4 triệu Việt Nam. Tức là cái mức giá mới của nó là 20,9 thì mình khuyến mại chỉ còn 19.500.000 thôi. Và tất nhiên đối với D93 La Mã, Linh vẫn tặng kèm dây quang để chúng ta chơi từ TV, chơi từ CD sang, tận dụng tính năng giải mã cao cấp của D93 La Mã. Tất cả các sản phẩm Nhạc Số Hà Nội khuyến mại vừa rồi, Linh sẽ hỗ trợ lắp đặt nếu như chúng ta ở nội thành Hà Nội. Mọi người có thể đến shop tại địa chỉ 225A Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để chúng ta cùng nhau lắng nghe, chúng ta trải nghiệm. Có thể mang đồ của mọi người đến đây để Linh cùng test, chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Chắc chắn nếu như ai đang lăn tăn thì đây là cơ hội cực kỳ lớn để chúng ta sở hữu những chiếc DAC cao cấp trong hệ thống dàn âm thanh của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có dịp nghỉ Quốc Khánh thật là vui vẻ bên người thân, chơi âm nhạc thật là tuyệt vời.